ô tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Em chào anh Trình Bùi này. Chào toàn thể khách hàng đang xem buổi báo giá trực tiếp trên fanpage của em Lê Hương ô tô Hải Dương ạ. Những bác nào đang xem buổi báo giá của em Lê Hương thì có thể cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Ôi hôm qua thì mưa quá không thể nào like được. Nên hôm nay em đã làm một cuộc báo giá trực tiếp về thêm rất là nhiều xe. Từ bán tải này, Vios này, Morning, Kia Morning, Hyundai i10 về thêm rất là nhiều bạn. Em nào anh Nguyễn Trọng Hùng này. Các anh vào xem báo giá trực tiếp của em Lê Hương thì hãy cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Để em chia sẻ lên đây. Chia sẻ lên giúp em ạ. Em chào anh Duy Anh nhá, Nguyễn Duy Anh này. Em chào anh Sơn Sơn này. Về thêm rất là nhiều bán tải này. Bán tải Wichac về thêm 2 chiếc này. Bán tải Isuzu D-Max về thêm 2 chiếc nữa. Accent về thêm rất là nhiều. Em chào anh Lý Văn Dậu này. Các anh quan tâm mẫu xe nào thì cứ comment tên xe này để giúp em ạ. Để em mặc áo lắng rồi em sẽ đi quay một vòng. Em sẽ quay một vòng. Em chào anh Dương Kết này. Dạ em chào anh Dương Kết nhé. Em xin phép được quay sang cam sau này. Em chào anh Lê Trung Hiếu này. Chào bác Hoàng Đình Trường này. Em sẽ đi thử một vòng trước nhé. Trước khi đi báo giá thì em sẽ quay một vòng cho tất cả khách hàng nhà mình cùng xem. Em chào bác Nguyễn Thùy này. Kia Morning này, số sàn này. Kia Zondo 7 chỗ số tự động này. Bán tải D-Max này, Isuzu này, VinFast Farin. Chúc em Hương có buổi trưa vui vẻ và đông khách. Em cảm ơn tất cả khách hàng. Em cảm ơn bác Giang Vũ này. Chúc toàn thể khách hàng nhà mình có một ngày làm việc hiệu quả này. Một bữa cơm bên gia đình thật là ngon miệng này. Em chào bác Nguyễn Giờ Côm. Không biết đọc kiểu gì cho chuẩn luôn. Bán tải em về thêm này. Hậu SEA Games. Mỗi lần mà hậu SEA Games thì về thêm rất là nhiều xe đẹp luôn. Nên là các bác nào quan tâm xe nào thì comment tên xe này đây giúp em ạ. Em sẽ quay báo giá và quay chi tiết cho tất cả khách hàng nhà mình. Cả nhà chia sẻ giúp em Hương nhé. Dạ vâng, cảm ơn các bác nhé. Chia sẻ hộ em lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em ạ. Về thêm rất là nhiều xe. Đây em có một chiếc xe Innova bản G đời 2010. Innova tầm giờ là em cứ về chiếc nào là bán chiếc đấy này. Ai thật chà, sao chìa khóa lại vẫn để ở đây nhỉ? Innova bản G đời 2010 giá chào bán là 275 triệu. Và em đang dự tính là sẽ ốp thêm mạ chrome cao cấp ở phần cụm đèn hậu phía sau này. Innova thì lên cho em nó có màn hình san tách cực chất rồi. Túi khí an toàn tổ hợp trên túi khí an toàn cực có rồi này. Màn hình giải trí to này. 275 triệu. Ui, giật cơ mình. Em chào anh Hà Nguyễn này, chào anh Thành Danh Cơ Khí này, chào bác Út Hằng và bác Ngọc Hà nhá. Đừng quên rằng hãy chia sẻ cho em Lê Hương những nút like hoàn toàn miễn phí thôi. Nhưng khi các bác mua xe, mỗi một nút like em sẽ để cho mình 10 triệu đồng. À, một nút like là 1 triệu, 10 nút là giảm 10 triệu ạ. Innova bản G số sàn trang bị động cơ là 2.0. Giá chào bán là 275 triệu. Các bác đây nhá. Chiếc xe Accent này thì đã làm dâu về Điện Biên anh nhỉ. Accent đã là làm dâu Điện Biên rồi. Quê hương Điện Biên. Đây Accent đây. Biển 34-16699 thì hôm nay đã về làm dâu Điện Biên rồi các bác nhé. Chốt full tiền rồi ạ. Về làm dâu Điện Biên rồi. Ở đây có bác nào thích xe Kia Morning màu đỏ mà số tôi đâu không ạ? Bác nào thích thì em khách đang đến trao đổi xe đây. Đang muốn mua một chiếc xe bán tải mà để lại cho em chiếc xe Kia Morning màu đỏ số tự động đây ạ. Xe rất là đẹp luôn. SEA Games phát là lên đời xe tải luôn. À lên đời xe bán tải luôn nhé. Nếu như bác nào thích thì sẽ làm cuộc trao đổi thành công này. Một chút nữa em sẽ làm giá về chiếc xe này. Để lên khách hàng nhà em một chiếc bán tải Wichac 3.2 cực đẹp luôn. Ở đây em có một chiếc bán tải Ford Ranger. Ford Ranger đây ạ, các bác nhìn cho em này. Một chiếc bán tải Ford Ranger 2.2 đời 2014. Và đây là bản nhập Thái ạ. Số sàn một cầu, trang bị động cơ là 2.2. Màn hình giải trí Biostick thật cực to rồi. Có đề lổ thông minh. Túi khí an toàn này.
có cả độ đèn cho em nhé, có phần là tắt bật đèn độ rất là đẹp luôn. 440 triệu cho chiếc xe Ford Ranger đời 2014 số sàn 2.2, một cầu cho em nhé, số sàn đấy ạ. SEA Games mà rất là nhiều xe đẹp luôn. Em chào anh Hoa Sữa này, chào anh Nghiêm Đình Thắng này, chào anh Hải Trần, chào anh Vũ Văn Sáu nhá, Vũ Nguyễn Sáu nhá, chào bác Thái Nguyên này, chia sẻ lên cho em nào. Một chiếc bán tải Ford Ranger 440 triệu đời 2014. Rất là nhiều xe bán tải luôn. Bán tải hai cầu có cả Isuzu anh nhá. Isuzu có hai cầu anh nhá. Một chiếc D-Max là hai cầu. Còn ở đây thì em có cho mình một chiếc Vios, Vios bản E xịn này. Vios đời 2009 này. Ui. Vios màu đen này, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. 185 triệu đời 2009 này có Vios này. Lancetti SE từ hôm nay về làm dâu Hải Phòng rồi, đang cà số để hoàn thành thủ tục. Để làm hoàn thành thủ tục là Lancetti về làm dâu Hải Phòng rồi các bác này. Lancetti về làm dâu Hải Phòng rồi, đang cà số để là hoàn thành lốt thủ tục này. Nhiều bán tải lắm luôn. Bác nhìn khách này, đông chưa ạ? Em chào anh Sơn nhé. Một chiếc bán tải Ford nữa đây ạ, biển thủ đô Ford Ranger. Chiếc này thì chỉ có 415 triệu thôi. Ford Ranger 2.2 MT 2 cầu đây ạ. Số sàn 2 cầu 415 triệu. Màn hình giải trí cỡ vừa, cam hành trình đầy đủ này. Màn hình cam hành trình có luôn cho em rồi. Ghế da các bác nhìn cho em này, cực chất luôn, số máy ngon. Gầm cao đây ạ, Euro chuẩn là 12 vạn nhé. Order chuẩn là 12 vạn. 415 triệu 2.2 nhập khẩu 2013. Chào người đẹp, dạ em chào anh nhé. Hồ sơ em đang cho đi rút rồi anh ạ. Có phát này em gửi vào Thanh Hóa cho anh luôn. Chào bác Hải Yến này. Ford đây ạ. Đời 2013 415 triệu. Ở bên đây thì có một em Vios nữa ạ. Vios với lớp sơn màu đen biển 38, giá chỉ có 178 triệu nhưng lên cho em này. Màn hình giải trí này, túi khí an toàn và có cả đề lỗ thông minh này. 179 triệu đời 2008. Màn hình giải trí OLED các bác nhìn cho em này, túi khí an toàn đầy đủ này, đề lỗ thông minh có luôn, nước sơn màu đen bóng đẹp luôn, đi cực kỳ chắc chắn này. Vios thì là siêu phẩm, gọi là con cưng quốc dân rồi. Chào bác Thơ Quang này, chào cô gái xinh đẹp à, em cảm ơn anh Lê Trung Hiếu nhé, chào bác Xuân Nhất này. Cà số rồi, khách đến xem xe phun tiền ưng cà số rồi. Innova cũng đang cà số, hoàn tất lốt thủ tục rồi. Camry, ở đây bác nào thích Camry thì em có Camry đây ạ. Siêu phẩm hạng sang nhá, một chiếc Camry. Đèn là đèn bi salon này, đèn gầm đầy đủ, xi nhan trên gương. Giá chào bán là 435 triệu. Camry số tự động đẹp đây cho em này. Đi Camry thì các bác cứ gọi là sướng thôi rồi. Cực sướng luôn mà em cam kết này các bác nhìn này. Em xin phép được quay tên của bác giám đốc đi này. Xe chuẩn giám đốc chưa ạ? Xe giám đốc Camry cực đẹp cho em luôn. Giám đốc này, sinh năm 66. Một chiếc Camry 435 triệu hạng sang cho em ạ. Đời 2009. Na răng thể thao phanh ABS bó cứng đầy đủ 4 bánh cho em. 435 triệu. Cam hành trình đầy đủ rồi. Cam gì thì các bạn biết đấy. Biển 34 4 số cho em. Tiếp theo vào đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Grand i10. i10 số tự động đây ạ. Có cho em là nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. i10 đời 2014 bản nhập khẩu Ấn Độ. Số tự động em đang bán là 295 triệu. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, có đề lỗ thông minh start top, ghế da thì đẹp căng luôn các bác nhìn cho em này. Chào bác Thay Trời Hành Đạo nhé, chào bác Tạ Duy. Có cảm biến va chạm phía sau, i10 295 triệu nhập Ấn Độ đời 2014 ạ. Số tự động, cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí, túi khí an toàn, đề lỗ thông minh không thể thiếu rồi. Các bác nhìn rồi, xe quá là chất luôn.
mua được một chiếc xe mà rất là ưng ý luôn, số máy cực ngon, đi rất là đầm xe luôn ạ. 295 triệu cho chiếc xe siêu phẩm i10 số tự động đời 2014 nhập khẩu. Đồ chơi là đầy đủ rồi, xin nhan trên gương. Chào em Hương xinh gái, em cảm ơn anh Duy nhé. Chia sẻ lên giúp em ạ. Chia sẻ lên giúp em các bác ơi, chia sẻ mạnh mẽ cho em nào. 295 triệu sau mỗi một mùa SEA Games thì xe đẹp là nhiều lắm luôn. Chào bác Trinh Hà Mê nhé. Tiếp theo bên cạnh chiếc Hyundai i10 số tự động thì em lại có cho mình một siêu phẩm Kia Morning. Kia Morning đời 2017, đời rất là cao này. Trang bị động cơ là 1.25. Giá chào bán chỉ có 228 triệu. Nước sơn màu vàng zin đẹp cho em này. Màn hình giải trí OLED đầy đủ. Có phím bấm trên vô lăng. Ghế da các bác nhìn này, đi cực sướng cho em nhé. Cực kỳ tiết kiệm khi mà em nó chỉ có cái động cơ là 1.25 thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Từ sáng rồi khách đến xem xe nhưng mà chốt full tiền rất là nhiều. Chắc hôm nay đẹp ngày hơn. Hôm qua lại mưa khách không đến được. Từ sáng đến giờ là sân nào 4 chiếc xe full tiền rồi anh ạ. Đang cà số hoàn tục rốt thủ tục hồ sơ cho khách rồi. i10 đây ạ, à, Kia Morning. Lên cho em la răng thể thao đẹp này. La răng thể thao đẹp 228 triệu bao rút hồ sơ, vẫn thương lượng và lộc lá thêm khi khách hàng thiện chí này. Bên đây thì có Nasetti SE đời 2009. Bản này là bản nhập khẩu cho em, số sàn 1.6, giá chào bán chỉ có 193 triệu thôi ạ. 193 triệu. Tổ hợp phím bấm thì con này chưa có trên vô lăng nhưng mà có túi khí an toàn. Đầu đài nguyên bản theo xe, sấy sưởi kính đầy đủ cho em nhé. Lấy gió vị trí 3 trong ngoài và 3 vị trí đầy đủ này. 193 triệu ạ. Chào anh Hiệp Văn này, chào anh Hoàng Dư, chào anh Nguyễn Chí Thanh nhé. Các anh xem xe nào thì muốn xem xe nào thì comment tên xe đây giúp em ạ. Bên đây thì em lại về thêm cho mình một siêu phẩm CDX nữa đây các bác nhìn này, CDX và Lacetti. Vios thì về chiếc nào là em hoàn tục ngay chỗ đấy, bán ngay. Một siêu phẩm CDX biển 99 này, nước sơn màu đen đẹp. CDX đời 2010 nhưng mà đăng ký lăn bánh là 2011, nhập khẩu số tự động này. Bản này thì có cửa lóc này, đè lỗ thông minh, màn hình giải trí này, số tự động rất là đẹp luôn. Và giá chào bán của em là 260 triệu, động cơ là 1.6 cho em. CDX ghế da hai màu đẹp, cửa lóc đầy đủ cho em. Chiếc này mới về đấy ạ, chưa lên hình ảnh, chưa lên video đâu. 260 triệu, đời 2010, đăng ký lăn bánh là 2011. Xe rất là chắc chắn luôn, thân vỏ chắc chắn, số máy cực ngon rồi. 260 triệu CDX nhập khẩu số tự động. Bên đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm nữa đây, biển 37 này. i10 đời 2015 bản nhập khẩu, nhưng đây là i10 số tự động các bác nhé. i10 bản hatchback số tự động, trang bị động cơ là 1.2. Giá chào bán là 328 triệu, đời 2015. Bản này là bản đủ cho em này, 1.2 đủ này. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Đề lỗ thông minh này, màn hình giải trí Bilo Stick này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, tăng giảm âm lượng này. Túi khí an toàn, ghế da đẹp rồi. 328 triệu, i10 nhập khẩu, đời 2015, bản đủ cho em, bản 1.2. Đầy đủ đồ chơi, không thiếu cái gì rồi. Phía sau cũng có 4 mắt cảm biến va chạm này, cam lùi đầy đủ nhá. Lên na răng đẹp rồi. Chào anh Quang Mạnh này, chào anh Tiền Phong, chào anh Đức An nhá. Chào bác Ba Liền. Có xe 7 chỗ X-Bander hoặc là Dulux 7 chỗ đời 20. Anh ơi, nói chung là 7 chỗ về 2 đời xe anh đang yêu cầu thì em đang tạm hết anh ạ. X-Bander giờ nó hàng quốc dân rồi. Thậm chí là em còn có hai khách, mỗi khách đặt cọc 50 triệu để tìm X-Bander cơ, nhưng mà em đang tạm hết. Là đang có khách gọi điện để chốt X-Bander nhưng mà chắc là phải mai mới làm việc được. Vì vẫn đang mưa em chưa đi được đấy. X-Bander sau mùa SEA Games thì X-Bander rất là nhiều luôn. Anh Nguyễn Văn 6 để lại số điện thoại cho em nhé. Em có X-Bander phát là em báo anh luôn. Vì siêu phẩm mà. Còn có khách đặt cọc 50 triệu để tìm xe cơ mà em chưa tìm được đây. Dân chưa bán là chưa có xe rồi. Ở đây thì em có siêu phẩm 7 chỗ ngồi nhưng mà số sàn này, Captiva đời 2007 này. Giá chỉ có 210 triệu, nước sơn màu đồng rất là đẹp luôn. Dạ. Anh cứ để lại số điện thoại cho em anh ạ. Captiva đời 2007 này, 210 triệu đồng, ghế da các bác nhìn cho em này cực đẹp luôn. Số sàn
có hỗ trợ trông chống trơn trượt này, có hỗ trợ đổ đèo cho em này, màn hình giải trí cũng có luôn rồi, gương kính thì cụp chỉnh auto cho em, giá chỉ có 210 triệu thôi ạ, rất là rẻ luôn. Động cơ là 2.4 2007. Đây các bác nhìn cho em này, biển Vĩnh Phúc 88 này, rất là có duyên với Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội. Đấy, khu vực miền Bắc là về bên em mua xe rất là nhiều. Ở bên đây thì em có cho mình một chiếc Vios với nước sơn màu vàng cát đẹp đây. Vios này giá chào bán là 215 triệu, đời 2011 số sàn, màu vàng cát nhá, 1.5 số sàn. Nói chung là chiếc này các bác về chỉ việc là đổ xăng mà đi thôi, không phải sửa chữa hay là thêm bớt một cái gì, đầy đủ hết rồi. Mà em cũng tặng luôn cho các bác một bình xăng đi toàn quốc luôn, tỉnh nào em cũng cho các bác một bình xăng full bình luôn này. Xăng đắt mà em hướng rất là thiện chí luôn đúng không ạ? 215 triệu đời 2011 Vios đấy ạ. Tiếp theo bên đây thì em có cho mình một chiếc xe biển Thủ Đô 4 số này, một chiếc Lancetti EX 150 triệu. Nhưng mà Lancetti này là máy to cho em nhé, biển Thủ Đô này, máy to. Giá trả bán chỉ có 150 triệu, đời 2009 này. Ghế da thì ghế da đẹp rồi, nội thất thì sạch sẽ luôn, chỉ có 150 triệu thôi, đi rất là êm luôn, xe luôn. Chào bác Sơn Nguyễn này, chào bác Trường Lê này. Đừng quên rằng hãy chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân mọi nhóm nhé. Và tiếp theo ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Morning, nhưng mà đăng ký là hai chỗ ngồi. Kia Morning biển D này các bác nhìn này, nước sơn rất là lạ mắt luôn, nhìn cực đẹp cho em. Kia Morning là đăng ký biển D, là Kia Morning Van nhé, đời 2013, bản này là nhập khẩu cho em, số tự động. Giá chào bán chỉ có 240 triệu, đời 2013, số tự động. Với chiếc xe này thì các bác có thể vừa chở người, vừa chở hàng được cho em này. 240 triệu, đời 2013, số tự động, 1.0 đây ạ. Xe đăng ký là hai chỗ ngồi, màn hình giải trí đầy đủ cho em, điều hòa, sấy sưởi kính. Đặc biệt xe rất là ngon luôn, không đâm xô, không ngập nước các bác nhìn này, nội thất trong ngoài rất là đẹp, la răng thể thao đẹp luôn. Biển 36 ạ. Dạ em chào anh Trường Lê, chào anh Đặng Văn Huy này. Bên đây thì em lại có cho mình một VinFast Farin. VinFast Farin đời 2019, mới như lăn từ trong hãng ra, 2019 này ạ, 1.4 số tự động. Xe gọi như là đẹp như lăn từ trong hãng ra này, lên hết đồ chơi, không thiếu một cái gì. Ốp hết mạ chrome, tay nắm cửa cũng như là đèn hầm, đèn gầm này, đèn pha, đèn hậu này. La răng thì màu thể thao cực chất cho em, xi nhan trên gương, xi nhan trên hông. 2019 số tự động, 345 triệu. Bên trong thì có cho em là màn hình giải trí cực to này, đề lỗ thông minh đầy đủ luôn. Mở vào cái xe mà rất là thơm luôn. Hệ thống điều hòa làm mát lấy gió rất thơm, các bác nhìn này. Có tổ hợp phím bấm trên vô lăng này. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, túi khí an toàn. Xe thì đẹp căng luôn, sẽ hợp hơn với những bác nào là lữ này, vì nước sơn màu trắng và VinFast Varin thì form dáng nó nhỏ gọn, thì các bác là lữ đi sẽ hợp hơn những bác nam nhé. Nên các bác mua cho lóc nhà, mua cho người yêu, mua cho chị gái hoặc em gái rất là hợp lý này. 345 triệu đời 2019 số tự động. Bên đây thì có một em Kia Morning, bản này bản Sport, biển 99 này. Chiếc này thì chỉ có 145 triệu thôi ạ. Kia Morning bản Sport, trang bị động cơ là 1.1, hơn 100 triệu một tí tẹo thôi. 145 triệu là có Kia Morning đi rồi, đầy đủ cho em là điều hòa auto nhá, sấy sưởi kính, lấy gió trong ngoài, rất là mát luôn. Ghế da hai màu cực chất luôn, form dáng nhỏ gọn, la răng thể thao, phanh ABS, xi nhan được tích hợp trên gương. Bản này Sport nên giá rất là mềm luôn ạ, 145 triệu. Đi cực đầm xe, tập lái nha bác. Các bác nào đi xe tập lái mà đi trước này thì rất là ok nhá. Bên đây thì lại tiếp tục em có cho mình một chiếc xe Morning. Morning đời 2017, Kia Morning 2017, 240 triệu. Trang bị động cơ là 1.25, số sàn 5 chỗ ngồi, bản hatchback đấy ạ. Từ bên trong các bác nhìn này, ghế da này đẹp căng, màn hình giải trí có rồi, sấy sưởi kính, điều hòa. Vô lăng thì có hai cái phím bấm như thế này,
bọc vô lăng này, ốp cho em cái da cá sấu như này nhá, rất là sang luôn. Số máy ngon, không đâm xô, không ngập nước. Morning 240 triệu đời 2017 ạ. Lướt sơn màu trắng đẹp. Còn nếu như ở đây các bác làm một tập lái mà chỉ cần đi con xe vừa vừa tiền thôi, va quẹt thoải mái, không đâm đụng vào đâu nó không sót, thì đi Matiz cho em đi. Matiz 2008 chỉ có 66 triệu này. Em này giờ là đứng top cuối cùng về giá tại bên em đây ạ. Bên đây Hung ô tô Hải Dương thì em này hiện tại là đang đứng top 1 về giá thấp nhất đây ạ, 66 triệu, điều hòa thì gọi là rét run luôn, la răng cũng thể thao rồi. Chào bác Trần Đan Nguyên này, chào bác Hoàng Đua nhé, chào bác Đặng Văn Hưng, chào anh Nguyễn Phúc này, các anh chia sẻ lên rồi em nào. Hôm qua thì mưa to quá nên em không thể like được, nên hôm nay em đã bắt đầu like rồi. Sáng nay thì khách đến xem xe full tiền rất là nhiều xe rồi. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ comment để lại số điện thoại cho em ạ. Bên đây thì em lại có cho mình một mẫu xe Isuzu máy dầu. Isuzu máy dầu đấy ạ, 140 triệu này. Bên đây thì cũng có Isuzu máy dầu Highlander 160 triệu máy dầu gầm cao. Sẽ phù hợp hơn với những bác nào mà khu vực như là nhà mà nó lúi nhiều ấy ạ, đường nó xấu này, hoặc các bác công trình công trường đi thì nó cứ tằng tằng có hơn 100 triệu, mà máy dầu vừa tiết kiệm nhiên liệu này, gầm bệ cao thì đi công trình công trường, hoặc là các bác khu vực miền núi đi sẽ dễ hơn, sẽ sướng hơn các bác khu vực miền đồng bằng nhé. Đồng bằng đi con này thì nó hơi to, và khu vực đông dân cư thì phải luồn lách hơi mệt. Nhưng những bác nào mà khu vực miền núi này, đường khó đi này, công trình công trường thì đi đúng là sự lựa chọn số 1 luôn ạ. Ở đây thì em có cho mình một chiếc Fremacy, Mazda Fremacy 162 triệu 7 chỗ ngồi, đời 2003, động cơ là 1.8 nhé các bác nhé. Xe thì sơn si sạch sẽ rồi, về chỉ việc đổ xăng thôi. Số tự động 7 chỗ ngồi rất là vừa giá luôn. Nóng quá luôn, oi bức quá. Em chào anh ông Cao Thắng này. Số điện thoại của anh Nguyễn Văn Sáu, là anh Sáu vừa đang bảo là xem chiếc xe nào anh Sáu nhỉ. Để em xem lại là anh Sáu vừa bảo chiếc xe nào nhỉ, kết nối Zalo với em nhé anh Sáu nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì em sẽ để lại số điện thoại rồi. Em nhìn thấy số điện thoại của anh Sáu rồi này. Anh Sáu comment, anh Sáu bình luận lại hỏi em là anh đang quan tâm mẫu xe nào ạ. Em đã chụp lại màn hình rồi, em sẽ để em nhớ số điện thoại của anh này. Ở bên đây thì em có cho mình một chiếc Chevrolet cờ đuôi số tự động, à 7 chỗ ngồi đúng rồi. 7 chỗ ngồi thì Xpander đúng không anh? 7 chỗ ngồi nếu mà đợi Xpander thì đợi em chắc tầm 1-2 hôm nữa đi. Đây ạ, một chiếc Chevrolet cờ đuôi số tự động, biển 34 bánh đậu xanh, đời 2011, 275 mà giờ sale giờ giảm chỉ còn có 268 triệu thôi ạ. 268 triệu. Màn hình giải trí cỡ vừa, túi khí an toàn. Xe này rất là đẹp rồi, các bác về chỉ việc đi thôi. Em tặng các bác một bình xăng full bình luôn. Tặng thêm một chỉ vàng cho các bác về làm quà đốt tay cho vợ. Ủa, anh lấy được cô vợ hai, anh tặng cô vợ cả một chỉ vàng này. Tặng full bình xăng, tặng thêm một chỉ vàng về tặng vợ luôn các bác nhé. 275 chỉ còn 268 triệu, số tự động đời 2011 ạ. Chào em xinh gái, dạ em chào anh thành phố Hải Phòng nhá. Chào bác Lê Thọ, bác Quang Mạnh này. Các anh ơi chia sẻ hỏi em lên nào. Hôm qua thì mưa, không live stream được, mà hôm nay về thêm rất là nhiều xe luôn. Thời điểm bây giờ là xe rất là đẹp. Hậu SEA Games này các bác này, người lên đời, người xuống đời lên là xe rất là đẹp luôn nhá. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai Solata đời 2009 bản nhập khẩu, em đang bán với giá là 288 triệu. Số tự động 2.0, xe đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Form dáng cực đẹp luôn. Solata đây ạ. Gương kính thì auto này, bên trong nội thất thì có ốp mạ giả vân gỗ cực đẹp cho em này. Hyundai Solata, nó sẽ đầm xe hơn, bốc hơn và máu lửa hơn là Accent các bác nhé. Số tự động mà. Hyundai Solata biển thủ đô cho em nhé. Đèn bi salon có này, đèn gầm đầy đủ này, xi nhan trên hông 2.0, giá chào bán 288 triệu. Và bên đây thì em có cho mình một chiếc Chevrolet cờ đuôi. Chiếc Chevrolet cờ đuôi số tự động là đời 2011, 268 triệu. Thì chiếc Chevrolet cờ đuôi này là đời 2011 nhưng số sàn, giá bán chỉ có 240 triệu thôi ạ. 240 triệu. Bản sedan đẹp luôn.
Bên đây thì có một em Mazda 3S. Bản này là bản 3S một chủ từ mới này, máy zin, nội thất zin, nói chung là em này zin toàn xe. Biển 20A. Đèn bi salon này, có định vị ban ngày là cái dải đèn nét đẹp này, đèn gầm có xin nhan trên gương. 395, giờ chỉ còn 385. 385 rồi mà bác nào thiện chí đến mua xem xe vẫn giảm thêm cho mình. Bao rút hồ sơ luôn, zin đẹp cho em. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng đời 2013 số tự động ạ. Cửa lóc đầy đủ luôn. Gương kính thì auto rồi. Màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Cam hành trình có rồi. Xe thì rất là đẹp luôn. Nhiều xe đẹp quá. Dạ vâng anh ơi, về nhiều xe lắm, hậu SEA Games mà. Mỗi một đợt mùa bóng đá là xe lên đời, xe xuống đời nhiều lắm luôn. Ghét số tự động em cũng có này. Kia Morning số tự động em có này. Ở đây thì em quay luôn xong đây cho các bác xem một siêu phẩm mà bắt được một chiếc xe em rất là ưng ý này. Một chiếc xe Isuzu. Tên của em nó là D-Max nhá. Bán tải D-Max, hai cầu máy dầu, số tự động cho em. Các bác nhìn này, cam hành trình đầy đủ này. Màn hình giải trí có rồi. Giá chào bán chỉ có 535 triệu. Đời 2016 nhưng mà đăng ký là cuối tháng 12/2017. Lên là xe gần như là đến tận 2018 mới lăn bánh rồi. Mà giá chỉ bằng 2016 thôi, 535 triệu. Số tự động 2 cầu 2.5 ạ. Thiết kế bên trong này, tất cả những phím bấm này thành một cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, điều hòa thì auto tự động, nghe nhạc con này thì dã man luôn. Hôm trước bác nào mà được đi đá bóng mà được đi bão bằng em này thì quá là phê luôn này. Và điều đặc biệt là em này các bác nhá, một dàn lốp của em nó là còn mới tinh luôn. Dàn lốp mới luôn, chưa thay. Thậm chí là lốp sơ cua, lốp dự phòng đấy ạ, còn chưa hạ. Lốp dự phòng còn chưa hạ, còn nguyên bút chấm sơn QC quanh lốp là chưa hạ luôn. Và với chiếc D-Max này thì em đã lên thùng cho em nó rồi. Lên thùng rồi, mà giá chỉ có 535 triệu, các bác về chỉ việc đi thôi. Công trình, công trường, cơ khí nào. Biển thủ đô đẹp, D-Max màu sơn cũng đẹp, không phải là màu cái màu đỏ chói đâu ạ. Một cái màu đỏ cam cực chất, rất là đẹp luôn ạ. 535 triệu, hai cầu số tự động này, các bác nhìn này. Hai cầu điện này, 2N, 2H, 4N này, cầu nhanh, cầu chậm, cầu leo đầy đủ cho em nhé. 535 triệu, hai cầu số tự động, đời 2016, lăn bánh là tháng 12/2017. Gần như là 2018 rồi, bán tải quá chất. Vâng anh ơi, mua xe về mà rất là ưng ý luôn anh ạ. Thậm chí là bốn dàn lốp của em nó là còn mới này. Lốp sơ cua thì còn nguyên tem mác liêm phong là chưa hạ luôn. Chưa đi đến lốp sơ cua luôn, rất là đẹp. 535 triệu. Và bên cạnh thì em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai. Hyundai Accent đời 2014 ạ. Bản này là bản nhập khẩu, form dáng mới đẹp cho em này. 1.4 số sàn. Giá chào bán chỉ có 345 triệu, ghế da là hai màu. Màn hình thì lên rồi, nhưng mà em chốt chìa khóa nên là em để chìa khóa trong kia không mở bên trong ra. Độc quay cái ngoại thất đã đẹp rồi nhá. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau này, cam lùi đầy đủ, cam hành trình, màn hình giải trí này. Accent 2014 345 triệu, rất là đẹp luôn ạ. 345 triệu số sàn, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Bên đây thì có cho mình một chiếc xe Accent nữa đây ạ. Accent này là đời 2018, đăng ký lăn bánh là 2019 này. Biển 30A, biển bánh đậu xanh đây. Đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ ạ. Khách hẹn xem xe này không biết nào, không biết là đến chưa nữa. Đây ạ, đèn halogen này, đèn gầm có này, 385 triệu, đời 2018, đăng ký lăn bánh là 2019 ạ. Cho em xin một phút là khách điện. Các bác chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em nhé, rất là nhiều xe luôn. Accent đây là 385 triệu, một chủ từ mới cho em. Một chủ từ mới này các bác này. Xe thì đẹp căng luôn. Quá là chất chung một chiếc xe Accent đây ạ. Rồi đây rồi, em đây rồi. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc 7 chỗ ngồi số tự động Mazda Fremacy.
Mazda Fremacy đời 2002, 7 chỗ ngồi số tự động đây ạ, 172 triệu. Xe này rất là chất luôn, cực đầm chất, cực xe, rất là đẹp luôn các bạn. Đây các bác nhìn cho em này, đẹp căng luôn, 172 triệu. Bên đây thì em có một chiếc Santa Fe, bản này là bản đặc biệt nhá, Santa Fe bản đặc biệt, bản này là máy dầu này, 10 túi khí an toàn, nhập khẩu 468 triệu, đời 2009 này, máy dầu, 2 cầu, số tự động cho em, bản đặc biệt đấy ạ. Gương kính thì tự cụp chỉnh tự động cho em. Nhiều xe đẹp, người đẹp, em cảm ơn bác Hoa Phan nhé. Em chào bác Huân này, chào anh Lâm Nhan, cái gì ạ? Em anh chào anh Cao Sơn, anh Hà Lan này. Anh đừng hỏi bố vì anh Tư Phạm này, các bác chia sẻ hộ em nào. Hôm qua thì em đã không live stream rồi, rất là nhiều xe về phát là khách đã chốt luôn rồi. Hôm nay em làm buổi em live stream thì các bác vào xem, có muốn xem xe nào thì cứ comment xe cho em nào, cũng như là thích xe nào thì chia sẻ hộ em nhé. Santa Fe bản đặc biệt, bản này 10 túi khí, số tự động, 2 cầu, máy dầu, màn hình giải trí OLED sấy sưởi kính này, điều hòa auto, hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ này, khóa cầu V-Sign, 2 cầu đẹp cho em ạ, 468 triệu, nước sơn màu đồng đẹp. Tắt hết mồ hôi rồi. Xe cực chất cho em luôn. Và bên đây thì những bác nào mà thích xe, thích xe Hyundai i10 này, i10 bản này là bản sedan nhập khẩu biển 34, trang bị động cơ là 1.2, đời 2015 nhập khẩu, giá chỉ có 238 triệu thôi. Rất hiếm khi mà em về được một bản sedan mà đẹp như thế này. Dịch vụ ok này, gia đình ok. Mà nếu như bác nào mà đi dịch vụ thì em nó với nước sơn màu trắng này, thì các bác có thể chạy cho em dịch vụ hoa cưới hỏi cực chất cho em này. Ốp hết mạ chrome tay cầm rồi, 238 triệu ạ. Còn bên đây thì em có một siêu phẩm Innova, Innova số tự động 330 triệu đời 2010, xin nhan trên gương, động cơ là 2.0, số tự động đẹp cho em nhé. Innova đây ạ. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, ghế da đẹp căng. Nói chung là bác chủ rất là giữ xe, nên là xe rất là đẹp này, 330 triệu. Đấy các bác, đóng cửa chắc lịch luôn. Chào anh Nam Nguyễn nha, anh Nam Nguyễn vào hơi muộn một chút đúng không ạ? Innova số tự động 2010, 330 triệu. Ở đây thì em lại về thêm cho mình một siêu phẩm Captiva, Captiva đời 2007 này, động cơ là 2.4, giá chỉ có 215 triệu thôi. Bao luôn, rút hồ sơ cho các bác nữa, phải đi lại vất vả này. Đèn bi salon, đèn gầm, xin nhan trên gương, 215 triệu, kệ bước chân lên xuống vì xe là gầm cao. Màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Captiva đây ạ. Số Captiva, số sàn, giá thì có bao nhiêu tiền thôi, rất là ít thôi, chỉ có hơn 200 triệu thôi. 215 triệu cho một chiếc Captiva 7 chỗ ngồi đấy ạ. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe CDX mà khi em đăng lên rất là nhiều khách hàng quan tâm này. Biển 26 này, Lacetti CDX nhập khẩu số tự động đời 2009 này, giá chỉ có 255 triệu. Trang bị động cơ 1.6, đối với CDX thì sẽ có gì? Màn hình giải trí này, đề lỗ thông minh, la răng thể thao, các bác nhìn này, nếu như cái la răng này mà khi lăn bánh nhá, nhìn rất là đẹp mắt luôn. Bốn bánh đều trang bị cho em là phanh ABS chống bó cứng đầy đủ này. Và bên đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm Honda đến từ Nhật này, CRV đời 2009, giá chào bán là 408 triệu cho chiếc xe CRV biển 34 ạ. Honda CRV 2.0, xe thì cắt lỗ rồi đây, xe rất là đẹp luôn. Số tự động cho em nhé, có cho em là căn chỉnh làn đường hai bên các bác ạ, đi nếu như mà nó tự căn làn đường cho mình luôn. CRV 408 triệu ạ. Anh ấy của em à? Anh mày đúng không ạ? Đây anh ơi, em để đằng kia. Các bác đợi em một chút nha, em đang có khách rồi. Anh ơi, hai vợ chồng lùi xuống luôn à? Anh Cường ơi,
Lấy chìa khóa khách thử xe em ấy. Cường gọi Cường béo em ấy. Ôi, bảo khách đến trông em để em livestream tí mà. Đây anh ơi, đây, đây. Đây ạ, à, khách đến xem chiếc Zoti T600 bên em đây. Full option, full đồ chơi rồi. Số 26 anh ơi, số 26. Các bác đợi em một chút ạ. Anh cứ xem đi nhá, đợi em một chút, em lấy chìa khóa 26 anh ơi. Ở đây em có lắng là gì? Ở đây thì em có cho mình một chiếc Avel đời 2017 này. Giá chào bán là 245 triệu. Lốc cửa anh ạ. Có lẽ nào hôm nay em xin phép được nghỉ buổi báo giá livestream sớm hơn so với mọi hôm rồi. Vì khách đang đến xem xe của em Hương rồi các bác ơi. Anh cứ xem đi ạ, đợi em một chút. Để em chào khách đã. Không lại tắt xuống một cái các bác đừng làm sao. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo rất là nhiều những dòng xe. Những bác nào thật sự quan tâm thì kết nối số điện thoại cho em ở dưới màn hình nhé. Còn hôm nay thì em xin phép được nghỉ live sớm hơn vì đang có khách xem xe trực tiếp bên em rồi. À, xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng của em vào những buổi báo giá vào ngày mai ạ. Em còn rất là nhiều xe chưa báo hết này, bán tải em còn này. Bán tải em còn rất là nhiều luôn. i10, Hyundai Accent cũng về thêm nhé. À, bây giờ thì em xin phép được xuống livestream sớm hơn so với mọi ngày này. Dạ vâng, khách chốt xe đẹp rồi. Cảm ơn anh Vân Khương nhé. Trước khi ra thì các bác chia sẻ em lên trang cá nhân và hội nhóm này. Và những bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em siêu Hương xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh ạ. Còn bây giờ thì em xin chào ạ. Hẹn gặp các bác ngày mai nhé, có khách rồi.